chào anh em nhá. Thì hôm nay giới thiệu anh em có hai cái app được anh em nhờ bán giúp bên phụ hộ của Vinagame, anh em múc về BK. Đầu tiên app này có gì đây? Tại thì chưa có bet vô cụ phải định đâu, bet 5 thôi. Chuyển sinh 796 chơi cấu hiệu mạch kích mạch 5. Trang bị thì nón hai phố hạ tốc này cộng 11, áo full là 4, nói chung là khạc đá rồi. Quần tốc hai món tốc, món sinh lực ngọc linh đồ, một cái hỗ trợ mất tích, một cái hiệu quả thương dược, bao tay chiến cuồng cộng 14, tín vật cấp 12, ngoại trang ổn ninh 7, lưu tụ áo. Văn sức vô hạ, cùi thôi, sát thương, công kích tụi công. Hai ô cuối điểm phá địch. Kim xà 4 cộng 11 đã mở khóa 11/11. Các cái off của nó mật tịch chính 94%, có hỗ trợ mật tịch để anh em sút 6 ô tiến cấp đầy đủ. Phụ cụ 74 điểm, mật tịch phụ 94% tiếp dòng 3. Ngoại trang lưu tụ áo nhỏ, kim xà giãn cách, dương thì có áo chiến cuồng cộng 13, quần linh đồ, nói chung là ác là phù hợp cho anh em BK thám hiệp vô hạ bên đây, phù hợp rất đông. Đây soi cho anh em này, các dân chơi BK bên phù hợp này. Đấy, toàn chơi kiểu chuyển sinh 7, 99 này, chuyển sinh 7, chuyển sinh 8, đồ thám hiệp vô hạ thôi. Đấy, rất nhiều, đây toàn thám hiệp vô hạ. Ông đấy chơi hẳn lồ xoáy luôn. Chuyển sinh 5 này. Vâng thì ác này chủ ác ra đi giá đó là 900.000 đồng. Nâng cấp hiệu bằng 10 rồi. Tiếp tục đến app thứ hai thì giới thiệu anh em một em đường môn nhậm hiệp của xe vật chiến hồ. Thì để anh em múc về em nó chơi giải trí BK. Em này thì đã có bet vô cụ rồi nha anh em nhá. Bet vô cụ này tiến cấp chuyển sinh 990, hiện tại chưa có hiệu gì. Mạch thì mạch 4, đấy môn phái cũng là tương đối là mới. Nón hào hiệp vô hạ này cũng 9 này, nón tốc này, phun đá 5 giảm thọ thương, áo phòng thủ bảo kích phun đá 5. Đây có gặp quần hào hiệp vô hạ này, hai món tốc, ngọc linh đồ giãn cách. Đấy, này chuẩn BK này. Đấy. Sức mạnh giãn cách. Cái đao này thì cộng 10 cho anh em nhá, cộng 10 rồi. Tiểu đỉnh hồn. Tín vật cấp 7. Cái này thì chủ ác họ đã làm ổn định 7 rồi. Đấy. Đấy cho anh em xem này.
Quần đinh 7. Đấy, quần đinh 7 là anh em này. À. Cái áo in xà 4. Đã tuyển và mở khóa này. Áo choàng này. Full 11 11 đây. Cái huy chương này. À, cái giày thì 6/11. Lăng 30 thành. Hoàng hổ lưu tủ áo rồi. Vận sức vô hạn này. Vận sức cấp 1 hoàn mỹ. Hai ô cuối vô cụ này. Quên soi mật tịch. Vâng, áp này thì cực ngon nha anh em nhé. Mật tịch thì cực đẹp luôn. Mật tịch 105% dòng 1 này. 4 phụ lục này. Đấy. Đấy, như đường môn nhâm hiệp là không biết là ai có quyển này chưa. Như đây là áp của mật tịch chỉ số là ngon nhất này. Môn phái này mình chưa bao giờ luôn anh em ạ. Đấy, có cái skin nữa. Vô cụ lên hơn 600 này. Đấy. Chất chơi con rơi anh em ạ. Nhìn rất hâm hố. Xem thủ khố có gì. À, thủ khố anh em nhìn này. Có 3 món hoàng hiệp vô hạ nữa. Kim xà lam. Kim xà lam bây giờ rẻ lắm. Giờ kim xà 6 đi ải cũng được mà. Gắn sức rồi. Vâng, ác này nó đơn giản, nó chỉ vậy thôi. Kim xà 2 món đã mở khóa. Đấy, anh em mua về BK giải trí. Em yên tâm. Mấy ác châu bò đồng môn nhóm hiệp này solo 1-1 với Thiên Long Quyền chuyển sinh 8 hào hiệp phú hạ là hơi Thiên Long Quyền hơi bị tăng đấy khi đánh bên phía này. Đấy, được cái mật tịch ngon 105%. Full áp là ra đi là 1 triệu tròn.